Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Thành Nhân Recreation. Và hôm nay tôi muốn giới thiệu quý vị và các bạn một cái mới. Đây chính là cái con chuột không dây USB 3 chấm. Đây là hộp USB con chuột 3 chấm. Đây, có rất nhiều loại. Đây. Thì cái hộp này rất là đẹp đấy, giá chỉ khoảng 200.000 đến 300.000 thôi nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu thật kỹ về cái này qua video sau đây nha. Thì ở đây mình có cái con chuột có tên là Fuerland. Đấy, Fuerland You Can Feel, loại A098, 2,4GB low power wireless mouse, mạng wireless, con chuột wireless này. Đây chính là cái con chuột này. Cái này là do bảo hành và chống hàng giả. Đấy, bây giờ quý vị và các bạn xem rõ hơn này. Đây chuột vi tính thương hiệu Fuerland. Đây, cái này xuất xứ từ Trung Quốc, trưởng phú hay thường gọi là anh hàng xóm. Đây, năm sản xuất là 2018, hướng dẫn sử dụng. Đấy, tài liệu kèm theo. Và ở dưới đây là có những thứ chức năng, đấy. Và thì pin này sẽ sống 12 tháng để chế độ ánh nắng và 10 mét cho operation range. Đừng để xa nhá, xa 10 mét là không nhận được đâu nhá. Thì ở đây, ở mặt sau này, 2,4GB low power wireless mouse. Đấy, cái này dòng đầu tiên nói rồi. Cái thứ hai là 1000 dB kết quả precision reliable true phone GHZ wireless, công tắc bật tắt này, multilink nano nhận được USB. Đây, cắm vào chơi này. À, cái pin này sống có nhiều người sử dụng và người đang dùng máy tính. Đấy, bảo hành 2 năm. Đây, ở đây còn 4 cái hình ảnh và cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy. Và đây có những cái nhãn mát ở đây. Và ở dưới đây gồm có những cái thứ gì? Một con chuột, một receiver, một cục pin và một hướng dẫn sử dụng. Đây, requirement. Cái này dùng trong từ Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, dù Windows Vista không còn hỗ trợ nên vẫn dùng được. Windows 7, Windows 8, Mac OS 10 chấm, or above, Android 3.1, or above. Đấy. Hoặc có thể dùng bằng Windows 10 nhá, Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2008, Windows Server 2003, vân vân và vân vân. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng mở cái hộp để xem nó cái gì không nhá. Đây, mở cái hộp cho quý vị cùng xem. Thì đây chính là một con chuột này. Một con chuột. Đây. Không biết cái này là cái gì nữa. À, thẻ quy cách sản phẩm chính hãng, toàn là cái tem thôi. Thôi, cứ cho vào. Đây, một tờ hướng dẫn sử dụng. Một tờ hướng dẫn sử dụng. Đây. Tờ hướng dẫn sử dụng.
thì mình sẽ dịch sang tiếng Việt để hiểu biết được là hướng dẫn sử dụng là hướng dẫn gì nha. Mặt sau cũng thế. Cái này toàn tiếng Anh hết nha, toàn tiếng Anh. Mình sẽ cho nó một bên. Và đây, đây chính là cái con chuột ha. Con chuột này, Fuderland này. Đấy. Và ở đây có những chỗ cắm USB này. Giờ bật tắt dễ dàng. Đấy, có nhận được chuột đâu mà bật. Bây giờ mình sẽ tắt cái này đi. Bây giờ mình chỉ cần rút USB ra. Đấy. Đây là miếng USB này. Miếng USB này. Để cho kính gọi xem rõ. Miếng USB này. Do cái này không rõ nên thôi. Miếng USB này. Đấy. Đang cầm trên tay tôi. Đây còn đây là hãng Fuerland. Mà sao chả có gì. Rồi mình sẽ cứ cắm cái này vào. Nếu nhận được điện. Rồi. Bây giờ cái này toàn là cái này thế thôi nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử cắm vào máy tính xem có được chịu hay không nhá. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ok, sau khi mà chúng ta đã mở máy xong thì bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện. Và ở đây, đây chính là cái con chuột này. Đây, con chuột này. Đây, bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ không cần mở. Trước khi mở chúng ta sẽ rút cái này ra. Đây, rút cái này ra. USB này. Mình đã xem rồi. Giờ mình mở lên. Các bạn xem. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng lắp thôi. Mở lên. Lấy nữa rồi. Đây tầng này ở dạ. Vâng. Không tiền không đâu. Không chạm. Vâng, cái này nó bị làm sao rồi? Nhận không đủ. À, chắc cái này hỏng. Rơi nhiều. Chắc không bật được cái máy lên. Không mở được máy rồi. Cái ấy con. Cái chuột á. Vâng. Đây bà chỉ cho cái này. Đây. Để chờ trong một lát. Rồi, ok, đã nhận được điện rồi. Bây giờ đã nhận được điện rồi. À, nhận được điện rồi. Thì cái pin này thì chúng ta sẽ bóc cái này ra nhá. Bóc cái này ra. Nhận được điện rồi. Đây. Cho xem này. Đây. Bỏ cái này đi. Cái này thích hợp cho cái bàn làm việc này. Bàn làm việc này. Đấy. Đây chính là cái con chuột mà chúng ta đã xem nha. Bây giờ chúng ta đã thực hiện xong những cái thứ này rồi nhá. Đấy, con chuột này. Bây giờ thử mở cái này ra. À. Mở thử cốc cốc xem. Không vào được. Rồi, vào lại lần nữa. Xem có nhận được hay không. Rồi, bây giờ cho ký các bạn xem rõ này.
Vâng. Thì cái máy này nó cổ quá cho nên máy lát rất là lâu. Đấy, lát rất là lâu, cổ quá nhưng vẫn lát rất là lâu. Đấy, lát rất là lâu. Nhưng đấy. Đấy, lát lát hơn. Hơi bị lá. Ok, lá vào được rồi nha. Rồi, như vậy là chúng ta đã giới thiệu xong một cái chiếc con chuột của hãng Fullhand nha. Rồi, thì cái video này của chúng ta đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình này.